hiện tại những cái sức khỏe của chú như thế nào chú ạ? Ghép thận cũng gần 12 năm rồi. Dạ. Nhưng mà do cái sự kỹ lưỡng của mình, uống thuốc đều đặn, dạ, đừng có bỏ, đừng có quên, thì mình giữ cho nó tốt cái thận của mình. Thì mỗi tháng cũng đi vô bệnh viện cũng kiểm tra cho nó an toàn. Vậy thì cái chi phí cho mình trong cái việc mà mình đi thăm khám lại thì không biết là nó cao không chú? Mình có cái thẻ bảo hiểm đó, yeah, cho nên khoảng mỗi tháng 2-3 triệu gì đó. Cái việc mà chú làm live show ở cái tuổi mà 74 á, thì không biết rằng là bà xã của chú có ủng hộ và có động viên chú làm live show không ạ? Thì bà có ý kiến mà nói tùy cái sức khỏe, tùy sức khỏe anh suy nghĩ sao, anh liệu sức khỏe anh có làm nổi hay không. Thì tôi nói thì thôi bây giờ cái nghề của mình nó cũng đã lớn tuổi rồi, mà bây giờ đó giờ mình chưa có làm một cái show nào đó, thì bây giờ thôi mình cố gắng, bây giờ cố gắng tới đâu hay tới đó thôi, cái đâu có biết như thế nào. Dạ, nhưng mà thấy cái giọng mình cũng vẫn còn có thể được, còn ca cũng hy vọng cho nó khỏe lâu để mình được làm cái show cho toàn vẹn. Khán giả biết rằng là chú với lại là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy có tình bạn rất là lâu, trên 50 năm, thì không biết rằng là khi mà chú làm live show này thì nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy phản ứng như thế nào và chia sẻ với chú như thế nào? Thì tôi cũng góp ý là coi như là đa số là nghệ sĩ anh em thân tình, đồng ý, đồng tình. Vì vậy thấy cũng hát chung như thủy thường, thấy sức khỏe cũng vẫn còn được, còn có thể là hoạt động tiếp tục thì có thể được. Thời gian qua thì con thấy rằng là chú không có nhận nhiều show diễn, mà chú chỉ đa phần đi hát những cái show mà từ thiện. Mới đây thì chú có tái xuất để mà hát gây quỹ ủng hộ cho nghệ sĩ Hùng Minh thôi. Thì cái việc mà nhận show của chú phải cân nhắc như thế nào chú? Từ lâu rồi thì ít có, chú cũng ngại. Nhiều khi có gần thì có thể có mặt được. Nó cũng tùy sức khỏe, tùy cái nơi mà ta tổ chức, nó tùy theo xa hay gần. Nếu nó gần thì mình thấy mình đi được thì đi, còn ở xa thì thấy mình thấy cũng còn khỏe được thì cứ đi thôi. Nhiều làm những cái điều tốt thì mình thấy nó có một cái động viên nhiều hơn. Dạ, những cái vở diễn mà sắp tới thì chú biểu diễn trong live show á, mình có cần phải luyện tập hay là như thế nào không chú? Sắp sửa là cũng có, Lại Thủy cũng có tới nhà cũng có tập rồi. Rồi sắp tới đây là Gia Bảo cũng là mời một số anh em cũng ráp lại tập tại nhà. Dạ. So với lại cái thời kỳ phong độ đỉnh cao của chú với lại hiện tại, thì chú tự tin mình hiện tại là cái chất giọng của mình hay là cái phong độ của mình trên sân khấu là được bao nhiêu phần trăm? Bây giờ thì tương đối cái giọng thì dư luận thì bạn bè hay là đi ca thì thấy còn tốt, có thể là 70-80%. Nhưng mà mình hy vọng cái những cái ngày mà mình tổ chức đó, thì hy vọng là cái sức khỏe của mình nó bảo đảm thì tới đâu hay tới đó, chứ bây giờ biết sao. Một thời gian mà con thấy là chú hầu như là vắng bóng ở các sân khấu đó, thì chú có chia sẻ rằng là chú thấy rất là nhớ khán giả của mình, và đặc biệt là những khán giả mà yêu mến chú rất là nhiều năm qua nhiều cái thế hệ. Thì có phải rằng là khán giả chính là một cái động lực lớn để cho chú trở lại sân khấu kỳ này không? Đó là một cái động lực rất là lớn lao đến một người nghệ sĩ như chú. Cũng như vừa rồi diễn tại qua cầu Bình Điền cái gì Hướng Dừa, vừa rồi chúng ca đó 3 bài, khán giả ủng hộ quá trời, đông nghẹt người hết trơn á, rồi khán giả lên tặng bông, lên gặp gỡ dây kính luôn để mà nghe thưởng thức. Chú cũng hát 3 bài đó cũng thưởng thức thì rất là mừng, người khán giả vẫn nhớ mà vẫn ủng hộ. Dạ, ở cái tuổi mà U80 thì không biết rằng là cái cuộc sống hàng ngày của chú trải qua như thế nào, chú có thể chia sẻ rõ thêm được không? Chú thì tới bây giờ là coi như là 73 tuổi đó, 73-74 đó, thì chú cũng phải giữ gìn nó mới bền được. Mà thứ nhất là mình là một người nghệ sĩ có tên tuổi, thì càng tên tuổi thì mình phải càng giữ gìn sức khỏe cho tốt. Khi mình cất cái giọng ca lên,
dù không biết tốt hay xấu gì, những người nghe đó, những người nghe ta đang trông chờ để cho cái giọng mình như thế nào, thì đó cái điều đó quan trọng. Thời gian qua thì con thấy là chú có hát nhạc trẻ trên sân khấu, hình như là ca khúc Vợ Người Ta thì phải, thì có một số tranh cãi đó là những nghệ sĩ gạo cội như chú thì chỉ nên hát cải lương thôi, không hợp với hát nhạc trẻ, thì không biết rằng là chú nghĩ sao về cái quan điểm này hay là những cái tranh luận như thế này chú? Cái quan điểm của chú đó là cũng như chú cũng ca cũng nhiều cái bài, cũng viết về nhạc trẻ đó, cũng viết về những cái bài trẻ chú cũng viết, nhưng mà có nhiều người cũng không biết được hay không, hoặc là cũng có một số khen hoặc là một số chê, nhưng mà khi chú ca lên thì những cái bài đó người ta đều thành công, đều khán giả được khán giả khen ngợi rất nhiều, đều rất mừng. Với cái live show lần này thì điều chú lo lắng nhất có phải là về vấn đề sức khỏe không hay là vấn đề gì? Đúng, cái điều lo lắng của chú là vấn đề sức khỏe. Vấn đề sức khỏe thì đương nhiên là mình phải lắng đắn đo, phải lo, nhưng mà mình cũng xin khán giả hoặc là những người trong có tâm quý về sân khấu thì nếu có gì sơ sót thì nên tha thứ cho mình, nếu mà lỡ sơ sót cái gì thông cảm cho mình, tha bỏ qua những cái gì mà sơ sót đó, thì cái điều đó là cái điều quan trọng. Thì có những cái đoạn mà nó gắn liền với tên tuổi của chú á, nhưng mà không, tại vì mình cũng lâu rồi mình không có diễn lại cả cái vở như vậy, thì không biết là những cái phần đó là mình có thuộc hay không, là mình bắt buộc mình học thuộc lời. Phải nói những cái trích đoạn vừa rồi là chú thuộc hết, chú thuộc nằm lòng luôn đó. Còn có những cái trích đoạn mà chú không đóng cái vai đó mà nhường cho lớp trẻ đó thì chú lại đóng cái tuyến khác, thì cái đó có khó khăn trong cái việc mình học lời không ạ? Không, những nếu mà chú không có đóng vào những nghệ sĩ khác đóng thì có lẽ là người ta cũng phải đắn đo, hoặc là người ta cũng tin tưởng vào cái khả năng của tuổi trẻ, những cái người mà đóng những cái vai đó có lẽ cũng có thể là yên tâm. Mà chú thấy chú cũng yên tâm thôi, có những cái trích đoạn mà những nghệ sĩ khác đều thấy cũng là có thành công đấy. Rất mừng. Thì cái show này không biết cái thời lượng là tổng khoảng là bao nhiêu tiếng ạ? 7 giờ là mở màn đó, thường thường người ta 8 giờ này, 7 giờ. Mở màn 7 giờ. Vài bữa tập để coi như thế nào, để dợt lại coi như thế nào. Mà cái kiểu như bây giờ mà một xuyên suốt mình diễn mà mấy tiếng như vậy là chú đã có thử diễn ở bên ngoài chưa? Cái gì những cái trích đoạn nó cũng không có dài lắm, rồi mình vô mình nghĩ thì có, hoặc là thay đồ phục trang gì đó, có những nghệ sĩ khác ca lẻ. Nhiều nghệ sĩ ca lẻ lắm, song ca rất là nhiều, cũng có nhiều thời gian. Cho nên an tâm là điều đó. Mà với cái live show lần này á, chú có gửi gắm một cái niềm riêng vào một cái vở nào đặc biệt, hoặc là một cái khoảnh khắc, hoặc là một cái gì đó đặc biệt trong suốt một rất là nhiều cái tiết mục hay không? Chú mong sao là những mình diễn sau cái trích đoạn của mình mong sao mình cố gắng để giữ gìn, đừng có cho sơ sót, đừng có cho mà sơ sót thì cũng có, nhưng mà đừng có sơ sót cái gì quá nặng, hơi khó. Cho nên những cái màn mà song ca để mà thích thế tiếp tục để chờ chú ra diễn thì đó là một cái điều mình cũng an tâm, nó có thời gian ngơi nghỉ nên mình suy nghĩ để được cho nó tròn vẹn hơn. Nhưng mà chắc là khán giả họ đến vì mình họ yêu quý, cho nên là họ cũng sẽ không có đặt nặng cái vấn đề đó lắm đâu ạ. Tức là nếu mà mình có sơ sót thì khán giả họ cũng hiểu ạ. Tôi cũng mong rằng là có sơ sót điều gì đó, mong khán giả bỏ qua cho mà thông cảm cho, vì mình có những cũng đâu còn trẻ trung gì đâu mà không sơ sót. Cho nên mong rằng khán giả bỏ qua những cái gì sơ sót của mình. Mình làm lần này thôi, hay là mình nếu mà mình có thể là mình quy mô lớn hơn, hoặc là mình hát những cái vở khác, hoặc là mình làm một lần khác cho nó khác cái lần này nữa. Sau cái show này nếu mà thấy mình thấy cái sơ sót của mình, hoặc cái sức khỏe của mình nó không đến nỗi, mà nếu có sự yêu cầu nữa thì rồi mình sẽ tính tiếp. Nhưng mà bản thân chú thì chú cũng rất là mong muốn, đúng không ạ? Một người nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, mình cũng mong muốn mình đứng mãi, hát mãi trên sân khấu thôi. Và
mời đó, thì chú có tiếc là có ai mà mình muốn kết hợp lần này mình chưa có thể kết hợp được trong lần này? Thì khi nào mà thua do cái sự yêu cầu của trong cái kịch bản, trong cái những tiết mục mà mình mà đề nghị, thì nếu những cái tiết mục đó đòi hỏi như thế nào mà nếu mình sao đáp ứng được cái đòi hỏi đó thì nó hay, nó quý thôi.